Xin chào tất cả mọi người, hôm nay bếp bánh lò nướng và dụng cụ chính hãng xin giới thiệu tới mọi người một chiếc lò nướng rất là thông dụng, lò có năng suất vượt trội, nướng một lúc 4 khay, lò nướng UQL đối lưu D6040. Với chiếc lò này thì rất là phù hợp với mọi người kinh doanh online hoặc là muốn mở một tiệm bánh ngọt. Sau đây thì mình xin giới thiệu chi tiết về chiếc lò nướng. Lò nướng UQL đối lưu D6040, lò được sản xuất tại Trung Quốc với công nghệ của Đức. Lò này rất là tiện dụng, nướng đối lưu 4 khay, có hệ thống phun sương. Sau đây thì mình xin sửa hướng dẫn sử dụng qua về lò. Đầu tiên là chế nút đèn, chúng ta có thể bật đèn. Bên cạnh là nút khống chế thời gian. Khi mà bật nút này thì sẽ cho nướng thời gian vượt quá 120 phút. Bên trái này là chế độ phun sương. Đây là chế độ ủ bánh mì, ủ lên men bánh mì. Cái này thì rất là, khi mà bật chế độ này thì nhiệt của trong lò sẽ tự điều chỉnh để ủ lên men bánh mì phù hợp vào mùa đông này. Mọi người ủ bánh mì rất là khó. Tiếp đến là nướng thời gian. Nướng thời gian thì chúng ta sẽ có từ 10 đến 120 phút, rất là lâu. Nướng này là nướng nhiệt đối lưu, nhiệt lò. Trên cùng là nút nhìn mặt. Bắt đầu vào trong khoang lò. Mọi người có thể thấy là trong cái khoang lò này được một cái lớp men chống dính. Nó rất vệ sinh, rất là sạch sẽ và bảo vệ khoang lò. Đặc biệt là lò có một cái chế độ là khi mà mở cửa lò ra là lò sẽ tự tắt. An toàn với người dùng. Lò này không thoát nhiệt ra bên ngoài. Thế nên là khi mà mình trong quá trình nướng mình chạm tay vào mặt thành lò và bên ngoài lò thì sẽ không bị gây bỏng. Rất an toàn cho người dùng. Đây là chiếc khay của lò. Chiếc khay nướng của lò. Khay nướng này được làm bằng nhôm chống xính, chống bắt nhiệt. Khay rất là đẹp, khay chính hãng. Lò nướng 4 tầng, chúng ta có thể nướng được tất cả các loại bánh như là bánh quy, bánh mì hoa cúc, bánh gato, bông lan, hay bánh mì. Đặc biệt là bánh mì thì nhiệt độ của lò nó lên đến 350 độ, nên là nướng bánh mì rất là thích. Nhiệt độ thấp nhất là 50 độ, chúng ta có thể sấy hoa quả, làm gà khô, bò khô, rang lạc, rất là tiện dụng. Ngoài cái chức năng nướng bánh, một số các chức năng nướng như mình vừa nói thì chúng ta có thể nướng thịt, nướng gà, nướng vịt đều được. Với chiếc lò này thì bếp bánh lò nướng và dụng cụ chính hãng phân phối với giá bán với giá 9.700.000, bảo hành 12 tháng, free ship Hà Nội. Đặc biệt là tất cả chế độ bảo hành của tất cả các tỉnh thành trên cả nước thì đều sẽ được là miễn phí vận chuyển bảo hành, miễn phí tất cả các chi phí liên quan đến bảo hành. Để liên hệ đặt hàng mọi người và biết thêm thông tin chi tiết, mọi người xin liên hệ hotline 0919 826 368. Bếp bánh xin cảm ơn.